Từ xưa đến nay, sự trợ giúp của lính công binh trong các chiến dịch quân sự luôn là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của cả trận chiến. Phe tấn công phá cổng các pháo đài bằng trụ pháo cổng và quân phòng thủ thì đào các hào nước và gia cố các bức tường. Sau đó, để đột nhập vào các thành lũy, quân đội của tất cả các nước đều phải dùng thang. Trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, cùng với sự tổng kết của các sử gia cận đại, kỹ thuật công binh sẽ là nhân tố quyết định của những chiến dịch đột kích hay phòng thủ thành phố. Chương trình ngày hôm nay sẽ nói về những đơn vị công binh mới của nước Nga, và chúng ta sẽ bị thuyết phục bởi tất cả những điều mới lạ mà vẫn đảm bảo kế thừa được yếu tố truyền thống. Các đơn vị công binh đột kích và phòng thủ không biết đến thứ gọi là chướng ngại vật không thể vượt qua. Hoạt động kết hợp với các đơn vị vũ trang phối thuộc, họ có thể chọc thủng hệ thống phòng thủ và nếu cần thiết là tấn công các tòa nhà. Để hoàn thành nhiệm vụ, những hiệp sĩ tương lai này sử dụng các loại búa và khiên phiên bản hiện đại. Vâng, tất nhiên là thế rồi. Để có thể được nhìn thấy các hoạt động của các đơn vị xung kích của lính công binh trong toàn bộ vẻ đẹp chiến thuật của họ, chúng ta phải đến nơi họ luyện tập đột kích, tại trung tâm huấn luyện chiến đấu số 333, tỉnh Nizhny Novgorod. Chúng tôi ngay lập tức ra thao trường, nơi có thể quan sát thấy các cấu trúc phòng thủ. Các bài huấn luyện phối thuộc là cơ hội tuyệt vời có thể đánh giá được tính hiệu quả của lính công binh xung kích, sự chính xác của họ khi phối hợp với các đơn vị chiến thuật khác, bởi vì tấn công một thành phố là dạng nhiệm vụ chiến đấu phức tạp nhất. Một tiểu đoàn bộ binh cơ giới dưới sự yểm trợ của pháo binh và xe tăng, cùng một trung đội công binh xung kích độc lập và phối hợp cùng các đơn vị quân cảnh của vệ binh quốc gia Nga, không quân tiền tuyến, sẽ tham gia vào các bài tập chiến thuật mô phỏng một chiến dịch quân sự trong đô thị. Các nhóm tấn công được cấu thành từ các thành viên của lữ đoàn công binh cận vệ số 1. Trong thành phần của lữ đoàn này có một tiểu đoàn đột kích và phá hoại và quân số đến từ khắp các vùng miền của nước Nga. Nhiệm vụ và vai trò chính của buổi diễn tập công binh xung kích hôm nay là cung cấp những kinh nghiệm chiến đấu và sử dụng khí tài hiện đại trong đô thị cho các đơn vị bộ binh cơ giới. Theo như thông lệ của chương trình, chúng tôi sẽ trải nghiệm tất cả những nội dung trong bài tập, lần này trong vai trò một lính xung kích thực thụ. Theo như kịch bản tác chiến cho trước, khu dân cư này đang bị chiếm đóng bởi một lực lượng vũ trang trái phép. Kẻ địch bố trí phòng thủ rất cẩn mật với nhiều tầng phòng thủ. Trên đường tiếp cận mục tiêu là những bãi mìn, một đường hào chống tăng với lũy ngăn cản xe tăng. Chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công từ 3 hướng và mỗi hướng đều được sự hỗ trợ của một đơn vị công binh. Các tòa nhà đều bị khóa chặt cửa, cửa sổ thì được gia cố bằng các bao cát và biến thành lỗ châu mai. Giữa các tòa nhà là đường hào, đường truyền tin và hầm ngầm để binh lính cơ động. Giữa tất cả các lớp phòng thủ là những loại khí tài bọc giáp cơ động hạng nhẹ. Trước giờ dê vài phút, lính công binh xung kích và các lực lượng khác đã tập trung sẵn sàng ở khu vực đã định. Pháo binh và không quân bắt đầu oanh tạc vào các vị trí của kẻ địch và ép chúng phải chui vào hầm trú ẩn. Cuộc tấn công của chúng tôi phải bắt đầu ngay lập tức sau khi dừng oanh kích để cho những tên khủng bố không có thời gian để quay trở lại vị trí chiến đấu. Trong cuộc diễn tập lần này, chúng tôi sẽ chiến đấu với vai trò một phần của trung đội 2 thuộc đội xung kích. Trong đội hình của chúng tôi có 3 xe chiến đấu bộ binh BMP và 1 chiếc xe tăng. Ngay lúc này, Maxim, Sasha và Nikita đang trèo lên xe. Chúng tôi sẽ đi cùng Misa tới xe BMP. Chúng tôi sẽ đột kích tới tòa nhà trung tâm thứ 2 để có thể giải phóng nó. Trong khi chúng tôi đang lao vào trận địa, các đơn vị đánh lạc hướng của đơn vị bộ binh cơ giới đã chạm súng lẻ tẻ và ngay lập tức rút lui. Chiến thuật này được dùng để làm bộc lộ hết các vị trí hỏa lực của địch và giờ sẽ là lúc đánh đòn quyết định.
Yếu tố quan trọng nhất trên trận địa là thông tin liên lạc, cụ thể là các khí tài thiết bị thông tin liên lạc. Nó phải được để hay mang ở vị trí dễ tiếp cận và liên lạc phải đảm bảo thông suốt giữa từng chiến sĩ, từng đơn vị để có thể giao nhiệm vụ hay chỉ thị mục tiêu cho anh ta. Chiếc BMP của chúng tôi đã dừng lại, đồng nghĩa với việc đã đến lúc ra khỏi xe. Lính bộ binh cơ giới đã xuất trận và giờ là lúc cho chúng tôi xung phong. Chúng tôi mang theo một thùng đạn. Ngay lúc này, chúng tôi sẽ phối hợp cùng Mikhail. Vâng, đi với Mikhail thì không thể đùa được. Chiếc xe tăng đang dừng lại ở trước một đụn cát. Theo như điều kiện của bài huấn luyện, trung đội của chúng tôi phải xử lý lũy cát này bằng thuốc nổ. Đầu tiên, tôi cần một thùng thuốc nổ TNT. Sau khi chúng tôi tạo ra cửa mở cho xe tăng tiến vào, chúng tôi phải đuổi theo lính bộ binh cơ giới để chạy về phía mục tiêu. Một trung đội khác ở phía trái chúng tôi đang xử lý chướng ngại vật bằng máy móc. Đó là loại xe IMR2. Với các chướng ngại vật dã chiến, chúng tôi vượt qua nó nhanh chóng và tiếp tục đột kích vào trung tâm của thành phố. Sau tiếng nổ, chiếc xe tăng bắt đầu vận động. Dưới sự che chắn của nó, chúng tôi tiến lên phía trước. Tôi có một lượng nổ dài trong tay. Đó là một khối thuốc nổ TNT được buộc vào đầu một cây cột. Chạy bên trái tôi là Sasha. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi không biết. Giờ chúng tôi đang tiến vào vị trí ngay sát chiến lũy đối phương. Điều gì đang xảy ra thế? Chúng ta cần hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh. Đây, nói chung là hàng phòng thủ đầu tiên, giao trận xe tăng. Tốc độ là yếu tố quan trọng để chúng tôi có thể phối hợp được với lính bộ binh cơ giới. Vì nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ họ, chúng tôi sẽ tạo cửa mở cho họ. Do đó, nếu như chúng tôi bị tụt lại phía sau, họ sẽ không có cửa mở để tấn công. Bởi vì, vâng, chúng tôi được bảo vệ bằng quần áo trang bị. Chúng tôi vượt qua các chướng ngại vật dễ dàng hơn. Dù cho trên thực tế là chúng rất nặng, nhưng chúng tôi vẫn cần phải thao tác nhanh. Lính bộ binh cơ giới cơ động theo hai nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm đột kích và nhóm phía sau là nhóm hỏa lực yểm trợ. Đơn vị bộ binh cơ giới như một mũi dùi đóng thẳng vào các tầng phòng thủ của địch. Đi cùng họ là lính công binh xung kích chúng tôi. Đã có nhiều lúc mọi người hiểu nhầm rằng lính công binh chỉ luôn ở tuyến sau. Nhưng trong lần diễn tập này, sự thực đã quá rõ ràng. Quân địch thì đã rút khỏi đây, tại điểm phá trận, trung đội thứ 3 đang tiến vào và sẽ nhanh chóng chiếm lấy tòa nhà. Sẽ có nhiều thao tác chiến đấu chỉ có thể thực hiện được khi có hai người phối hợp. Ví dụ, như trên trận địa, các cặp chiến sĩ di chuyển lần lượt, mỗi người di chuyển ở khoảng cách từ 6 đến 7 mét so với người kia và yểm trợ cho nhau để cùng tiến lên. Chúng tôi đúng là chạy trên tuyến đầu, dù cho phải mang theo những trang bị rất nặng, theo cảm giác của tôi, có lẽ phải lên đến 40kg. Bộ quân phục OVR Basha nặng khoảng 25-30kg. Nó được thiết kế để người mặc có thể vận động trong không gian hẹp và mảnh văng không thể gây thương tích cho chân tay của người mặc. Nhưng dù sao thì đối với người lần đầu tiên mặc chúng, nó sẽ rất nặng nề, khó chịu, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng thích nghi với nó. Trong khi chúng tôi phá vỡ phòng tuyến đầu tiên của quân địch, một đơn vị trinh sát độc lập khác được hỗ trợ bởi một đơn vị công binh xung kích đã bí mật tiến đến một chút chặn đường kiên cố. Nó được công binh đối phương xây bằng các sọt đá tảng, bao quát toàn bộ khu vực phòng thủ yếu nhất và có thể ghim chân lực lượng công phá từ khoảng cách xa. Nhưng chút này không trụ được lâu. Các khối thuốc nổ được đặt đã thổi bay nó và tạo ra lối vào, trong khi lính xung kích xử lý các hỏa điểm một cách nhanh gọn. Con đường đến tòa nhà trung tâm đã hoàn toàn rộng mở. Ngay bây giờ, sẽ tấn công cơ sở công nghiệp ở giữa đúng không, Sasha? Đúng, mọi người đang chạy về phía giao lộ bên phải kia. Họ là ai đấy?
Đó là lính trinh sát. Họ vừa chiếm được cơ sở phía bên tay phải đấy. Ở phía xa bên phải à? Họ chiếm à? Đúng, đúng. Giờ lính bộ binh sẽ tiến lên. Chúng ta sẽ yểm trợ hỏa lực. Nhiệm vụ của chúng ta ngay bây giờ là yểm trợ hỏa lực. Sự phong phú của lính tấn công đã tạo ra nhiều sự ngạc nhiên khó chịu cho kẻ địch. Thứ có tên là cỗ xe Jihad được để lại cho chúng tôi. Có vẻ như đây là một loại xe bom đang được điều khiển bởi một kẻ đánh bom tự sát, giống với những loại thường được sử dụng ở Syria. Chỉ huy đã ra lệnh tiêu diệt nó. Trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành giai đoạn càn quét tảo thanh, kinh nghiệm thực hiện các chiến dịch quân sự tại Syria cũng được sử dụng. Ví dụ như xe bọc thép BTR-82A sẽ được lắp đặt một máy phá sóng để vô hiệu hóa các loại bom mìn điều khiển bằng sóng vô tuyến. Đường hành quân tại các vùng xa xôi có thể bị cài các loại mìn điều khiển từ xa. Nhưng nhờ các loại xe phá sóng này, chúng ta có thể hành quân mà không cần mất công gỡ mìn. Tuy nhiên, các binh sĩ trong lực lượng bộ binh cơ giới đang giảm dần tốc độ và dừng lại gần những rào chống tăng. Trong trường hợp này, tất cả lính công binh xung kích xung quanh đều phải cơ động. Giờ là lúc hành động. Lính bộ binh không thể tiến qua công sự này. Vâng, tôi hiểu. Họ bị rào chắn tăng chặn lại đúng không? Vâng, đó là rào chắn tăng. Họ cần chúng ta. Chúng ta phải dẹp chúng. Lượng nổ dài có không? Để làm việc này, chúng tôi dùng lượng nổ dài. Hiểu rồi, Alexei, làm đi. Cần phải dẹp chướng ngại vật để bộ binh cơ giới có thể tiến công. Làm việc thật cẩn thận và nổ tung. Lính bộ binh gặp khó khăn khi vượt qua lũy đất. Ở đó có cả rào chống tăng. Và Alexei cùng với Maxim đã dùng lượng nổ dài thổi bay rào chắn tăng. Nhưng con đường vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi còn phải tạo đường. Sau khi tạo đường, chúng tôi đã vượt qua lớp phòng thủ này và vào vị trí ngay sau lớp rào kiên cố của cơ sở công nghiệp. Tôi hết cả hơi rồi. Nào, Lyosa, nào, tiến lên. Khó quá. Với tôi, bộ trang phục này phải nặng ít nhất là 50kg ấy. Khi công việc của chúng tôi với công sự địch bắt đầu, anh ta đã bỏ cuộc. Anh ta không có đủ sức khỏe để chạy được tới khu công nghiệp. Chỉ tới được tòa nhà đầu tiên khi lính bộ binh đã chiếm giữ xong. Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã tự điều chỉnh. Có thể nói là khi lính trinh sát chiếm được tòa nhà, anh ta cũng đã lấy lại được sức để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi hỗ trợ đội của mình. Đây là tòa nhà xưởng. Đây là lối vào tòa nhà xưởng rồi. Trung tâm của bài tập. Một tòa nhà xưởng rất lớn đã bị đột kích bởi lính bộ binh cơ giới. Đây là chướng ngại vật đáng kể cuối cùng trong thành phố. Những tên khủng bố thất thế, theo như kế hoạch, đã tái hợp và chiếm các tòa nhà cư dân. Trong một số tòa nhà đó, chúng đã bắt thường dân làm con tin. Một phần lực lượng khủng bố đang cố tìm mọi cách thoát thân khỏi thành phố này bằng hầm ngầm. Lính công binh xung kích đã chứng minh sự hiệu quả của họ ngay từ cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, khi Hồng quân Liên Xô không còn phòng thủ mà chuyển sang tấn công. Tại thời điểm đó, nhiệm vụ của lính công binh cũng được thay đổi hoàn toàn. Quân Đức khi chiếm được bất kỳ một khu vực nào thì chúng đều biến khu vực đó thành một tòa nhà bất khả xâm phạm. Nhưng như các bạn biết đấy, con ốc dù khó vặn đến mấy cũng có thể được tháo ra chỉ bằng một sợi chỉ. Những binh sĩ đa nhiệm trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại trên thực tế chính là hình mẫu cho lực lượng đặc nhiệm hiện đại, sẽ là những người đi đầu tấn công, khiến địch phải bộc lộ hàng phòng thủ chặt chẽ của chúng. Việc tấn công vào toàn bộ tuyến phòng thủ của thành phố luôn phụ thuộc vào khả năng của những người lính đặc công này. Nhóm lính này luôn mang theo những hỏa lực ấn tượng nhất: súng máy, súng bắn tỉa, thuốc nổ, những khẩu súng ngắn bắn liên thanh chứa nhiều đạn và rất nhiều loại khác. Nhiệm vụ của lính xung kích trong hầu hết các trường hợp sẽ kiểu như sau. Dưới sự yểm trợ của hỏa lực hạng nặng,
lính bộ binh xung kích được trang bị giáp tốt sẽ tiếp cận công sự đối phương, sau đó sử dụng súng bắn tỉa, súng máy hay súng phun lửa để chế áp lực lượng địch, ngăn cản chúng tấn công đồng đội. Sau đó, các nhóm đặc công sẽ đặt thuốc nổ và tạo cửa mở. Và sau đó, chỉ còn việc tiêu diệt các hỏa điểm. Đó là những kinh nghiệm đã được sử dụng tại các tiểu đoàn công binh, đặc công trong các trận tấn công thành phố Berlin và các thành phố khác. Các đội chiến đấu công binh, đặc công sử dụng rất nhiều loại thiết bị tự chế để phù hợp với các loại công sự khác nhau của địch. Ví dụ, các chai cháy chứa nhiều loại hỗn hợp dễ cháy bên trong. Để được làm lính xung kích, họ phải trải qua các cuộc tuyển chọn rất khắc nghiệt về cả sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Bảy mươi năm sau, những chàng trai trẻ trung, hiện đại vẫn phải trải qua những cuộc tuyển chọn như vậy, và họ phải thể hiện được, hơn hết, họ là lính công binh. Tất nhiên, tôi cảm thấy rất tự hào khi đang tham gia vào việc khôi phục truyền thống của lính xung kích. Tôi rất hào hứng khi được tham gia vào một sự kiện như thế này, và tôi muốn rằng quân đội Nga phải xây dựng được thêm nhiều đơn vị xung kích như vậy nữa. Chúng tôi đã lấy được thùng thuốc nổ TNT. Nhiệm vụ bây giờ là mang nó lên tòa nhà kia và kích nổ nó. Vậy là chúng ta sẽ kích nổ nó và đánh sập các bức tường đúng không? Phải. Maxim, đợi cho lính trinh sát tới đã. Sau đó chúng ta phải cơ động tới góc tòa nhà. Đặc trưng của việc chiến đấu trong đô thị chính là tầm nhìn hạn chế và sự lẫn lộn về không gian. Bạn không thể biết được điều gì đang diễn ra trong tòa nhà bên cạnh. Khả năng cơ động của bạn cũng cực kỳ hạn chế. Tiến lên! Đi! Vâng, tiến lên! Giờ Nikita sẽ cùng tôi vác thùng thuốc nổ. Cố gắng bắn bằng một tay. Trong tác chiến đô thị, ngay cả những nỗ lực bắn chế áp thiếu chính xác cũng có ý nghĩa nhất định. Nó khá là hiệu quả. Đây chỉ là diễn tập và tôi không đối mặt với nguy hiểm nào, nhưng bạn có thể hình dung được một người sẽ có cảm giác thế nào trong một trận chiến thực sự. Đội xung kích của chúng tôi đang tiến lên rất gần đến ngoại vi tòa nhà số 2. Chúng tôi đang áp sát tòa nhà, đang vòng qua nó để tới mặt bên kia, đặt thuốc nổ và xuất hiện ở vị trí địch không ngờ tới. Và đây chỉ là một động tác mô phỏng đánh thuốc nổ thôi. Chúng tôi đặt nó. Chiếc khiên là loại công sự di động tuyệt vời cho cả nhóm tấn công. Loại thủy tinh chống đạn này có thể chịu được cả đạn súng trường bắn tỉa từ khoảng cách 10 mét. Chúng tôi đang di chuyển rất khéo léo theo từng cặp, cố gắng ẩn nấp khỏi mọi mối đe dọa có thể. Ở cửa sổ kia, làm việc thôi. Lựu đạn, ném lựu đạn, đi được rồi. Dưới sự yểm trợ của hỏa lực và màn khói, chúng tôi bắt đầu đột kích pháo đài khủng bố từ phía bên kia. Ba người đầu tiên sẽ dùng thang rút, ngay lập tức trèo lên tầng 2 và sẵn sàng cho đối đầu không gian hẹp. Một nhóm khác sẽ tấn công thẳng vào cửa chính, theo đúng luật là đánh mìn vào cửa. Và Nikita, cùng với tôi, sẽ phải đi vào tầng 1, dồn ép quân khủng bố vào trận địa phục kích bày sẵn trên tầng 2. Vâng, lính xung kích, đó là những con người không biết sợ hãi. Anh ta có thể nhanh chóng lao vào tòa nhà, kiểm tra các vị trí, mục tiêu và tiêu diệt chúng. Ném lựu đạn nhé. Đừng, ném rồi, đi đi. Đã bị tiêu diệt. Mang theo một chiếc khiên, tôi cảm thấy từ trong xương rằng mình như một người lính mang khiên cổ đại vậy. Không có cái gì chỉ toàn ưu điểm mà không có nhược điểm. Mọi sự bảo vệ thêm vào đều ảnh hưởng một phần đến tốc độ của bạn. Lính xung kích của những năm 1940 được gọi là tôm càng vì tấm giáp ngực mà họ mang theo. Có khá nhiều cải tiến để tăng sự bảo vệ cho họ, nhưng quan trọng nhất là một tấm giáp thép trước ngực để chống lại hỏa lực của vũ khí cá nhân, thứ mà sau này xuất hiện rất nhiều trong các tài liệu và báo cáo. Dmitry, chúng ta đã tiến đến thời điểm then chốt trong nhiệm vụ của đội xung kích. Ở đây, chúng ta có một hỏa điểm mạnh, cần phải vượt qua nó đúng không? Đúng, chúng ta sẽ đục một lỗ trên tường để đội xung kích vượt qua.
Có vẻ như trong tay tôi là một tấm bạt đa dụng. Đúng, một tấm bạt đa dụng tiêu chuẩn cho chiến sĩ. Mọi thứ đều rất đơn giản, nhưng đáng tin cậy. Chúng ta sẽ đóng nó vào tường. Tôi chưa có trong tay rất nhiều kỹ năng của lính xung kích trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tất nhiên, họ không học những thứ đó trên chiến trường, mà là qua những khóa huấn luyện đặc biệt. Những kỹ năng đó gồm đặt mìn, ném lựu đạn, di chuyển bí mật và cận chiến tay không. Đỉnh cao của những nhiệm vụ dành cho lính công binh xung kích không phải bàn, đó chính là phá hủy những pháo đài kiên cố của quân địch. Nào, thế thôi. Đây, bạt đa năng đã được cố định. Ta phá tường thế nào? Dựa vào kích cỡ cửa mở cần thiết, chúng ta sẽ tạo ra vài cửa hoặc một cửa chính lớn. Vâng, rộng bao nhiêu? Đủ để cho cả nhóm vượt qua. Tùy theo kích cỡ. Một khối thuốc nổ TNT được đặt vào đây. Vâng, nó đơn giản là phát nổ thôi. Điểm hỏa. Và phá hủy tất cả kiến trúc trung tâm à? Và lính xung kích sẽ qua. Theo như hướng đặt mìn, thì chúng tôi phá tường thành, mảnh văng sẽ bay về phía quân địch à? Vâng, vụ nổ sẽ xảy ra ở đây, tường sẽ vỡ ở đây. Vậy là chúng ta có thể chuẩn bị lao vào ngay tức thì. Tất nhiên, tôi hiểu cả rồi. Vâng, tiếp theo là dành cho lính xung kích thôi nhỉ? Quan trọng nhất là quan sát đồng đội của mình cơ động. Tất cả phải diễn ra theo cách riêng của nó. Bạn sẽ phải di chuyển nhịp nhàng và yểm trợ cho nhau. Khi chúng tôi chiếm tòa nhà, lính bộ binh vẫn chiến đấu. Toàn bộ các phần khác của tòa nhà đã bị chiếm. Giờ bạn có thể nhìn thấy những chiếc xe bọc thép đang vào thành phố. Nó sẽ phục vụ yểm trợ hỏa lực. Kẻ địch đã bị đánh bật khỏi thành phố và chúng chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là bỏ chạy. Một trong các đội của chúng tôi đã phát hiện ra một đường hầm của quân khủng bố, qua đó chúng sẽ cố gắng đào thoát khỏi thành phố. Tôi đã không thể đoán được mình phải làm gì. Có thể là đặt mìn vào hầm hay canh gác chúng. Tất nhiên, công binh xung kích đã quá rõ việc này. Họ đơn thuần là cho nổ tung đường hầm và giải quyết vấn đề ở đầu của nó. Thành phố đã được giải phóng. Chúng tôi đã quan sát nhiệm vụ của các đơn vị lính công binh xung kích từ bên trong. Nhưng trong câu chuyện này, tôi muốn tập trung vào một điểm sáng. Màu đen cướp biển rõ ràng là lỗi mất lâu rồi. Chúng tôi sẽ thay bằng một thứ nhằm chuẩn hơn vào sự sống. Qua những quả mìn, mìn cai, mảnh vụn, sự hủy diệt, chướng ngại vật, những người lính công binh vững vàng vượt qua tất cả để đến với mục tiêu của mình. Sau một thời gian dài kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, dư luận đã quên về lính công binh xung kích. Nhưng trong các trận chiến ở Trung Đông và đặc tính trận chiến đó đã nhắc nhở về những người lính với tấm giáp ngực là bằng sắt. Và bây giờ, trong quân đội Nga còn có một lữ đoàn chịu trách nhiệm tấn công và phòng thủ với giáp ngực bằng thép. Một đội quân hiện đại luôn có nhu cầu rất lớn về những người lính công binh xung kích. Và không chỉ có kinh nghiệm tích lũy trong 70 năm trước, những người lính công binh ngày nay có thể hồi sức với công nghệ mới, thứ hoàn toàn đại diện cho một bước tiến và sẽ còn tiến tiếp. Lịch sử về lực lượng công binh xung kích đã trải qua một con đường rất dài, bao gồm cả ông tôi, người đã đến Berlin. Tôi tự hào vì điều đó, và tôi cũng sẽ tự hào vì được phục vụ trong đơn vị của mình.